Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món bánh cũng rất là đơn giản nhưng rất là ngon. Và món bánh này gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Và không chỉ trẻ con yêu thích mà người lớn cũng rất là thích món bánh này. Đó là bánh khoai mì nướng. Và để thực hiện món bánh khoai mì nướng, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm. Thì ở đây mình có khoai mì là mình cân lên được là 1,3 kg. 1,3 kg ha các bạn. Thì ở đây mình vẫn chừa một củ khoai mì để một chút nữa mình chia sẻ cái cách lột vỏ khoai mì. Có thể là có nhiều bạn biết rồi, nhưng mình muốn chia sẻ để những bạn nào mà chưa biết cách lột vỏ khoai mì thì mình chia sẻ ở đây luôn. Rồi 1,3 kg khoai mì và đây là 50g dừa nạo, mình đã vừa nạo xong ha. 50g đậu xanh cà, tức là đậu xanh người ta đã bóc vỏ sẵn rồi. Mình vo sạch, mình ngâm ở trong nước khoảng 2 tiếng để cho nó mềm á, một chút nữa mình đi luộc là mình hấp á thì nó cũng sẽ nhanh chín hơn ha. Rồi tiếp theo nữa đó là đường, mình chuẩn bị ở đây là 50g đường cát trắng nè và 50g sữa đặc. Trường hợp mà các bạn thích cho món bánh của mình nó có cái độ ngọt hơn thì các bạn sẽ tùy ý mình tăng cái lượng đường lên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món bánh khoai mì nướng này nhé. À, bây giờ mình sẽ đi gọt vỏ khoai mì ha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ chẻ một cái đường dọc xuống như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ cắt một cái đường tròn. Giờ mình lẫy. Cách này thì mình sẽ lột khoai mì nó sẽ nhanh hơn và củ khoai mì nó cũng sẽ đẹp hơn đó các bạn. Rồi sau khi khoai mì mà các bạn đã gọt vỏ xong thì mình sẽ chẻ làm đôi luôn. Rồi mình chẻ nhỏ ra để khi mình đi hấp á, nó sẽ nhanh chín hơn nha. Rồi các bạn sẽ ngâm khoai mì vào trong một cái thau nước như thế này. Mình ngâm trong khoảng thời gian là 1 đến 2 tiếng đồng hồ để cho khoai mì nó loại bỏ hết những cái chất độc. Rồi sau đó thì mình sẽ chảy lên một cái nồi hấp á, cái vỉ hấp. Đây là một cái khăn the nè. Đó, bẫy mùng đó các bạn. Rồi mình cho khoai mì vào. Rồi mình cho cả đậu xanh và mình hấp chung luôn ha. Mình hấp đến khi khoai chín cũng như là đậu chín luôn. Rồi lúc này khoai mì đã chín đó các bạn. Mình dùng thử một chiếc đũa mình xăm vào. Đó, các bạn thấy không? Khoai mì rất là dễ xăm vào, tức là đã chín rồi. Mình sẽ cho ra ngoài một cái thau nha. Và các bạn nhớ là mình sẽ loại bỏ cái sợi chỉ khoai mì. Đây cái sợi chỉ này mình sẽ bỏ đi nè. Rồi khoai mì và đậu xanh mình sẽ lấy ra, cũng như là mình đã loại bỏ hết những cái sợi chỉ của nó nè các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xé nhỏ nó ra, dầm nhỏ ra ha, chung với đậu xanh luôn nha các bạn. Rồi sau khi khoai mì mình đã dầm nhỏ ra được như thế này ha các bạn, nhưng mà nó không quá nhuyễn nha. Nó vẫn còn hơi những cái miếng nhỏ nhỏ như thế này thì nó mới ngon nha các bạn. Đó, mình trộn đều với đậu xanh luôn rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết 50g dừa nạo vào luôn. Lúc này thì khoai mì nó vẫn còn nóng thì mình sẽ trộn luôn 50g đường. Rồi 50g sữa đặc. Rồi để cân bằng lại độ ngọt mình sẽ cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối. Giờ mình sẽ trộn đều lên một lần nữa. Rồi sau khi mình đã trộn đều xong, bây giờ mình sẽ chờ cho khoai nó nguội bớt một chút cho nó đỡ nóng á các bạn. Rồi mình mới cho ra khuôn ha. Mình mới tạo hình bánh. Rồi mình mang đi nướng. Rồi ở đây mình có chuẩn bị một cái nắp nè. Mình sẽ cho khoai mì vào để mình tạo khuôn. Mình ém cho nó thật là chắc luôn. Rồi cứ như vậy mà các bạn sẽ làm hết những chiếc bánh còn lại ha. Rồi để cho món bánh nó ngon, thơm ngon hơn và đầy đủ gia vị hơn thì ở đây mình có cho vào đây là mè trắng á các bạn. Mình rắc vào trong khuôn như thế này nè. Mè trắng của nó còn gọi là vừng trắng nha. Thì mình không cần phải
rang gì hết đó các bạn. Mình để sóng như thế này luôn rồi một chút nữa mình nướng luôn. Rồi các bạn cứ cho khoai mì lên luôn, rồi các bạn sẽ ém chắc xuống như thế này. Như vậy thì mẹ nó sẽ bám đều vào trong khoai mì ha. Trường hợp mình không thích ăn mè thì không cần phải cho vào nha. Rồi mình cũng đổ ra. Rồi đây là những chiếc bánh của mình ha các bạn. Sau khi mình đã tạo hình bánh xong rồi. Và mình các bạn nhớ là mình sẽ cho dưới cái bánh một miếng lá chuối như thế này nè. Để khi mà mình nướng thì mình chỉ cần là lấy qua rất là dễ dàng luôn ha các bạn. Đó, mình cầm lên thì rất là dễ. Và khi mình nướng có lá chuối thế này thì nó rất là thơm. Rồi đây là những chiếc bánh mình đã tạo hình xong, bây giờ mình sẽ mang đi nướng nha. Thì thường thì bánh khoai mì nướng mình nướng bằng lửa than thì nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Trường hợp mà nhà các bạn mà mình không có nướng lửa than được thì các bạn có thể là sử dụng lò nướng cũng được. Rồi mình đang nhóm lửa than ha các bạn. Mình sẽ chờ cho đến khi còn than hồng thì mình sẽ đi nướng bánh nha. Rồi các bạn sẽ chờ cho lửa nó tàn ha, chỉ còn cái than hồng thôi. Và bánh khoai mì thì nó nhanh chín lắm các bạn. Bởi vì khoai mì đã chín sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần nướng qua cho nó hơi vàng vàng bánh, cho nó thơm lên là được rồi. Cho nên là mình không cần phải cái lửa nó quá nóng đâu nha. Rồi mình thấy lửa nó đã tàn rồi, còn than hồng thì mình cho bánh lên mình nướng. Phía bên kia là do mình thấy nó vẫn còn lửa đó cho nên là mình sẽ chưa cho bánh lên nướng nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món bánh khoai mì nướng than ha các bạn. Rất là thơm ngon và công thức rất là đơn giản. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và sẽ có thêm một món ăn vặt như thế này để dành cho các bé như mình thưởng thức, cũng như là những người thân yêu và bạn bè của mình thưởng thức nha. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một món bánh ăn vặt được làm từ nguyên liệu đó là khoai mì. Một nguyên liệu rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa chúc các bạn thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye.